À, vâng đây ạ. Bây giờ em sẽ test tiến hành test bê loa Victor cho anh khách nhé. Vâng. Đấy. Đấy nha, em cho sẽ cho nhạc lên nha. Làm trắng lối xưa đâu đây, nhạc lên test bass đầy đủ nhé. Bàn tay và bây giờ em sẽ tiến hành test mình trước loa một cho anh nhỉ. Em sẽ test loa bên phải trước nhỉ. Em bật sang bên phải này, phải kêu này. Và bây giờ em sẽ test bass nhá. Em bật bass lên này, em hạ tép xuống này. Đây em sờ này, em sờ thấy bass rung rồi nhá. Bass rung này, loa đập rất ok này. Và đây tiếng khi mà không có tép thì có tiếng bass không nhá, thì sẽ rất là bí như này. Vâng, bây giờ em sẽ tiến hành test bass của bên trái nha. Đây. Nắng ấm đây. Đây, tàn đêm gác. Vâng, bass bass đập đấy nha, bass đập bình thường đấy nha. Vâng, em sẽ tiến hành test tép nha, tép vào chung nha. Em sẽ vặn bass đi này, sẽ tăng tép lên này. Đây, con gái con trong về đàn áo ấm ra chung ra lời và nhạc này, tép thì tí tách này. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đấy anh nhau, ok nha. Tép ra lời và nhạc rất ok này, tép thì tí tách này. Và bây giờ sẽ tiến hành chuyển sang bên phải nha. Chuyện người đàn áo một vầng trăng xẻ bóng kia đôi áo đan chưa rơi, lỡ mưa đông về giá lạnh người chung đi qua. Hai loa chung người ra lời và nhạc rất ok, rất là rõ này. Mùa đông đến mang từng cơn gió rét. Vâng, ok ạ, hai chiếc loa đều ok rồi ạ. Bên trái bên phải những chung tép bát bên trái ok nha anh nhá. Chung tép bát bên phải ok rồi ạ. Và cái test cho anh rồi ạ. Vâng thì bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng cho anh ạ. Vâng thì ở đây thì cuối video thì anh em nào theo dõi kênh của em thì hãy ấn nút đăng ký kênh của bên em nhé. Rồi vâng, ấn nút chuông và sau khi ấn nút đăng ký kênh mọi người ấn nút chuông ở bên cạnh để khi nào bên em ra clip mới, ra sản phẩm mới thì mọi người sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo của bên em ạ.